Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát thủ đô Moscow, Nga đêm qua ngày 23 tháng 10 vừa bắt giữ một người đàn ông sau khi nghi phạm tấn công người dẫn chương trình của đài phát thanh Echo Mosvi khiến cô bị thương nặng. Nạn nhân là cô Tatiana Fengozo đã qua cơn nguy kịch tại bệnh viện. Theo cảnh sát, nghi phạm đột nhập văn phòng của đài phát thanh Echo Mosvi rồi xịt khí ga vào mặt nhân viên bảo vệ. Tiếp đến, hắn dùng dao đâm vào cổ của người dẫn chương trình là Fengozo. Nhân viên đài phát thanh Olga Bechkova cho biết nghi phạm còn dùng dao tấn công một bảo vệ khác. Các nhân chứng kể rằng người đàn ông lẳng lặng hành động và không la hét gì khi thực hiện tấn công. Hiện chưa rõ động cơ cụ thể của nghi phạm. Bước đầu, cảnh sát xác định hắn có xích mích với nạn nhân.